Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa niche. Đó, thì lâu lâu mình nghĩ là chúng ta cũng phải nên thay đổi không khí một chút cho anh em cảm thấy nó đỡ nhàm chán. Quanh năm ngày tháng thì design rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói một chai nước hoa niche. Đó, thì chai nước hoa này đến từ một nhà nước hoa rất là nổi tiếng và đắt đỏ nữa. Đó là Rosendo. Và chai nước hoa mình muốn nói đây đó là Elysium. Chai nước hoa này thì về giá có thể là đắt, nhưng so với những cái sản phẩm của nhà Rosendo thì nó chưa là cái gì cả. Nó chỉ là một cái con kiến nhỏ bé thôi. Bởi vì có những chai nước hoa đến 70 triệu, 80 triệu mà những phiên bản giới hạn mà không phải ai cũng có được. Đó, thì đấy là một vài thông tin mình có thể giới thiệu qua cho các anh em. Còn tất nhiên rồi, như các video đã từ trước, mình sẽ chia sẻ những quan điểm của mình về những cái điểm mình thích và không thích về chai nước hoa này. Ok, let's go. Mình sẽ nói rất là nhanh cảm nhận của mình về chai nước hoa Roja Elysium. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa cam bergamot, ngọt ngào của long diên hương và một chút cay nồng nhẹ. Và tất cả nó tạo nên cái mùi hương khá là classic. Nó không quá già thế nhưng cũng không phải là quá trẻ. Cực kỳ thích hợp với các anh em nào mà mình đang cần tìm một cái mùi hương thể hiện được cái phong cách của mình là điềm đạm, chín chắn, quần âu áo sơ mi nhưng lại không quá già, nó vẫn có một cái sự thu hút. Thì Roja Elysium này chắc chắn là một trong những cái sự lựa chọn các anh em cũng nên đáng để tham khảo. Đó, đây là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Ok, bây giờ mình sẽ nói những cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Điều đầu tiên mình thích đó là mình đã có dịp được thẩm mùi một số chai nước hoa của nhà Roja, ví dụ như Roja Enigma, hai phiên bản của Elysium và Roja Oud. Đó, thì cái điều động lại trong tất cả những lần mình thẩm mùi đó là cái cách blend mùi rất là nhuyễn của nhà Roja. Tất cả 400 mình được ngửi, mình đều cảm thấy blend mùi rất là nhuyễn, biến chuyển mùi hương. Đối với mình, đối với cái mũi của mình, cái mũi nghiệp dư của mình thì mình thấy nó không có một cái gì nó hững hụt cả, mà rất là nhẹ nhàng, êm ái. Và Roja Elysium này cũng không phải là một ngoại lệ, rất rất là tốt, rất ok. Để nói về cách blend mùi thì thực sự mà nói chai nước hoa này làm rất là tốt, rất xứng đáng với cái giá tiền mà bỏ ra. Đó, đấy là cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này đó, đây là cái mùi hương rất rất thích hợp với các anh em nào classic, điềm đạm và chín chắn. Nhưng chúng ta lại thích một cái mùi hương nó không quá già, nó vẫn thể hiện được cái tính cách của mình nhưng lại đừng quá già. Thì Roja Elysium này là một cái sự lựa chọn rất là tốt đó. Cộng thêm nữa là nó đa dụng khá là cao, các anh em có thể sử dụng đi làm, đi chơi, đi cà phê vào cả bốn mùa nữa. Do đó đây là một cái chai nước hoa, nếu như các anh em nào mà chỉ cần một chai sử dụng hàng ngày bình thường đó, chúng ta không quá quan trọng là phải có nhiều chai và chúng ta chỉ cần một chai để sử dụng, thì Roja Elysium này xứng đáng đến từng xu một. Đấy là cái điểm thứ hai mình thích chai nước hoa này. Tổng quan lại hai điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là đây là cái mùi hương cực kỳ thích hợp với các bạn nào mà điềm đạm và chín chắn, nhưng chúng ta vẫn thích một cái mùi hương nó không đẩy chúng ta ra quá xa so với khoảng thời gian hiện tại đó. Và như mình đã nói, Roja Dope xử lý nguyên liệu rất là tốt, nguyên mùi hương cảm thấy ngửi rất là nhuyễn, không cảm thấy cái gì đó nó quá là gắt, nó không cảm thấy một cái gì nó quá là hững hụt cả, mà rất là đưa đẩy, rất rất là nhuyễn, mà mình đánh giá rất là cao ở cái điểm này của Roja Dope đó. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này là cái gì? Thực tế mà nói thì mùi hương của chai nước hoa này nó có một cái nét tương đồng với một chai nước hoa rất rất là nổi tiếng, đó là Creed Aventus. Chúng ta chỉ cần vào mạng và search Elysium và Aventus thì sẽ có một hàng đống video so sánh này thế nọ đó. Và đây là một điều khá là đáng tiếc. Như mình đã nói, đây là một chai nước hoa cách blend mùi rất là nhuyễn, nhưng mùi hương của nó lại không phải là mới. Nó khá na ná với Aventus. Và khi mà đã nói đến na ná giống với Aventus thì có nghĩa là nó sẽ còn na ná với một cơ số những cái chai clone của Aventus. Mình không nói là Roja Elysium này là giống với những chai đó, mà mình chỉ nói là Roja Elysium có cách làm mùi na ná với những chai clone đó. Và việc bỏ ra một cái số tiền không phải là rẻ để sở hữu một chai nước hoa mà có cái mùi hương na ná với Aventus thì còn ok. Thế nhưng na ná với những cái chai nước hoa rẻ hơn thì thực sự mà nói mình không thích điều này. Do đó đây là một cái điểm trừ đối với mình, một điểm trừ rất là lớn của mình đối với chai nước hoa Roja Elysium này. Đó, điểm mình không thích thứ hai ở chai nước hoa này là khả năng bám tỏa mùi của nó. Thực tế mà nói, trên da của mình thì sau khoảng 3 tiếng thì mùi hương chỉ bám thoang thoảng trên da và tỏa thì cũng không phải là quá là mạnh. Và đấy là một điều mình không thích, bởi vì mình cũng là một người khá là nặng về cái hiệu năng của mùi hương. Không phải là quá nặng, thế nhưng mình cũng cần yêu cầu một cái mùi hương nó phải có sức mạnh của nó.
thì trên da của mình chai nước hoa này lại không được như mong muốn, và đây là một cái điểm mình không thích cho lắm. Đó, đây là hai điểm mình không thích chai nước hoa này, đó là mùi hương có một chút na ná giống với Creed Aventus, và bám tỏa mùi trên da của mình là không được ok. Còn mình không biết trên da các anh em như thế nào nha, bởi vì các anh em đều biết nước hoa tùy theo từng da của mỗi người, nó không có một cái điểm chung nào cả. Do đó trên da của mình thì mình cảm thấy không hài lòng cho lắm. Tổng quan lại, có nên mua chai nước hoa này hay không? Đối với cá nhân quan điểm của mình, nếu như các anh em nào dùng nước hoa thì rất nên mua. Đây là một cái chai nước hoa rất tốt, rất là ok. Nó đặc biệt thích hợp với các anh em nào điềm đạm, nó hơi trầm lắng một chút. Sử dụng mùi hương này rất là tốt, rất là thích hợp với các anh em. Hơn nữa, cộng thêm một điểm đó là đa dụng, thì chúng ta sử dụng chai nước hoa này đáng giá đến từng đồng đối với quan điểm của mình. Còn đối với các anh em chơi nước hoa thì ở đây mình có hai ý. Điểm đầu tiên đó là đôi khi chúng ta mua một chai nước hoa không hẳn là bởi vì mùi hương của nó, mà đôi khi chúng ta lại thích cái tên thương hiệu của nó, cái chai của nó, cái vẻ đẹp của cái chai của nó. Mùi hương cũng là một yếu tố cần, nhưng nó vẫn xếp sau cái tên thương hiệu và vẻ đẹp của cái chai. Đấy là một cái nghệ thuật. Thì ở đây Rojai Elysium này, nếu ở điều đầu tiên thì các anh em cũng đáng để mua, bởi vì như mình đã nói, mùi hương của nó không phải là tệ, và chai của nó thì rất là đẹp, rất là lung linh. Và đấy cũng là một cái điểm chúng ta gây nên một cái sự hưng phấn cho chúng ta khi mà được sở hữu một chai nước hoa Rojai Elysium này. Đó, đấy là điểm đầu tiên. Còn điểm thứ hai, ví dụ như mình khi mình mua một chai nước hoa nào đó, kể cả đắt tiền hay rẻ tiền, mình luôn luôn tự hỏi là chai nước hoa này như thế nào, có đáng để mua hay không, mùi hương nó sẽ mang lại cái gì cho mình, vân vân. Đó, kiểu kiểu như là mình tự đặt câu hỏi cho cái mùi hương mình định mua. Và khi mà mình tự đặt cái câu hỏi đấy đối với Rojai Elysium này, thì mình nhận được câu trả lời đó là không nên mua. Đó, bởi vì như mình đã nói, mình bỏ ra một cái số tiền không phải là rẻ và đổi lại là một cái mùi hương, cái thứ nhất không phải là mới. Đây là mùi hương không phải là mới, và nó có một cái nét na ná giống với Aventus. Và như mình đã nói ở lúc nãy trong video, khi mà đã nói na ná với Aventus thì có nghĩa là sẽ có sự so sánh với một cơ số những cái chai clone khác của Aventus. Và đấy là cái điều mình không hề thích, bởi vì mình bỏ tiền ra để chọn một cái mùi hương nó phải độc đáo, nó phải sáng tạo và không bị đụng hàng, chứ không phải để so sánh với một số những cái chai nước hoa mà có một cái nét tương đồng với chai nước hoa mình bỏ tiền ra để mua. Đó, đấy là cái quan điểm của mình nếu như các anh em nào chơi nước hoa có ý định mua chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em cảm nhận của mình về chai nước hoa Rojai Elysium. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.